Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các tuyển thủ U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, tờ Fox Sports đã khuyên các tài năng Việt Nam cần nhanh chóng xuất ngoại thi đấu. Như vậy hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam đã khép lại với ngôi vị Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra tại Giang Tô, Trung Quốc. Vị trí thứ hai châu lục là một thành công lớn, chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên nếu may mắn hơn, họ hoàn toàn có thể giành chức vô địch châu lục. Chứng kiến những màn trình diễn thần kỳ của các chiến binh áo đỏ, tờ báo châu Á Fox Sports cho rằng đây là thời điểm thích hợp để các cầu thủ Việt Nam tìm tới những bến đỗ mới bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Để hướng tới tương lai, điều cần thiết là Việt Nam cần đưa cầu thủ trẻ ra nước ngoài thi đấu. Họ cần học hỏi và có thêm những sự trải nghiệm về đủ mọi hương vị, chiến thắng và thất bại ở những môi trường khác nhau. Fox Sports bình luận, tờ này nói thêm, đối với người châu Á thì việc đưa các cầu thủ ở độ tuổi 21-22 ra nước ngoài thi đấu dường như vẫn là việc còn quá sớm. Nhưng ở Nam Mỹ, độ tuổi dường như đã là quá muộn để xuất ngoại. Chúng ta không nên chờ đợi tới một độ tuổi hay khoảng thời gian nào đó trong tương lai. Mọi thứ cần phải xảy ra ngay tức khắc khi đã đủ điều kiện. Có thể nói trong quá khứ, những tài năng sáng giá của bóng đá Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh từng thất bại khi ra nước ngoài chơi bóng. Nhưng Fox Sports vẫn có niềm tin vào nhiều cầu thủ U23 Việt Nam, đặc biệt là Quang Hải. Trang này còn khẳng định chắc nịch, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi các đội bóng Nhật Bản hay Hàn Quốc sẽ tấn công Nguyễn Quang Hải trong những ngày tới. Tại vòng chung kết U23 châu Á, Quang Hải đã ghi 5 bàn thắng và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai của giải đấu. Giá như chức vô địch thuộc về U23 Việt Nam thì có lẽ anh cũng đã được nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải do ban tổ chức bình chọn.